Phương pháp thứ hai đấy là phương pháp ghi âm. Điều kiện áp dụng của phương pháp ghi âm như sau. Thứ nhất, sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai, tức là việc các bạn sử dụng tài khoản khoản khi định, định khoản là sai. Ví dụ, rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 100 triệu đồng, kế toán ghi nợ tài khoản tiền gửi ngân hàng có tài khoản tiền mặt số tiền 100 triệu đồng. Trong trường hợp này của chúng ta là rút tiền gửi ngân hàng Nhập quỹ tiền mặt thì tiền gửi ngân hàng của chúng ta tăng lên. Vậy thì chúng ta phải ghi rút tiền gửi ngân hàng, rồi tôi xin lỗi, chỗ này của chúng ta tiền gửi ngân hàng là giảm xuống. Nhập quỹ tiền mặt thì tiền mặt của chúng ta sẽ tăng lên. Vậy thì chúng ta phải ghi nợ tài khoản tiền mặt và có tài khoản tiền gửi ngân hàng. Nhưng ở đây kế toán họ lại ghi nhầm do sử dụng ngược tài khoản, tức là chúng ta phải ghi nợ tài khoản chỗ này đáng ra phải là tiền mặt. Chỗ này đáng ra phải là tiền mặt chứ không phải là tiền gửi ngân hàng, còn ở dưới thì có lại phải là có tài khoản tiền gửi ngân hàng chứ không phải là tài khoản tiền mặt. Và số tiền thì ở đây đúng rồi, coi như không sai. Đây chính là việc sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai điều kiện sử dụng thứ hai đấy là phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền khi các bạn đã nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền thì các bạn không được phép sửa chữa bất kỳ nội dung gì vào số liệu cũng như báo cáo tài chính của năm trước mà các bạn phải sửa sang năm sau bằng phương pháp ghi số âm Điều kiện sử dụng thứ ba đấy là sai sót về số tiền, trong đó số đã ghi lớn hơn so với số thực tế. Ví dụ, rút tiền gửi ngân hàng, nhập quỹ tiền mặt 100 triệu, kế toán ghi nợ tài khoản tiền mặt 150 triệu, có tài khoản tiền gửi ngân hàng 150 triệu. Trường hợp này tiền mặt của chúng ta tăng lên và tiền gửi ngân hàng giảm xuống, vậy về mặt tài khoản ghi nợ tài khoản tiền mặt và có tài khoản tiền gửi ngân hàng là đúng rồi. Thế nhưng số tiền phát sinh là 100 triệu, vậy kế toán lại phản ánh thành 150 triệu. Vậy là đã ghi cao hơn thực tế. Đây chính là việc sai sót về số tiền trong đó số đã ghi lớn hơn so với số thực tế.